cán bộ công nhân viên Học viện IT cùng toàn thể các bạn học viên thân mến. Hòa chung cùng không khí của ngày khai giảng tại Học viện IT hôm nay, xin phép vinh dự gửi đại diện công tác thầy giáo, cán bộ công nhân viên học viện có đôi lời phát biểu trước toàn thể quý vị và toàn thể các bạn học viên. Nghề sửa chữa laptop đang là một nghề mà nhiều bạn trẻ quan tâm. Xã hội phát triển, laptop cần những trong những công việc hiện đại, laptop hoạt động nhiều gây những sự cố về phần mềm và phần cứng. Hơn nữa xã hội phát triển, sinh viên đi học đều sắm riêng cho mình một chiếc laptop để thuận tiện cho công việc, giải trí cũng như học tập. Nghề sửa chữa cũng từ đó mà phát triển, tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập cho các bạn học viên sau khi học tập xong. Hiện nay, Học viện IT với đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy sửa chữa laptop, MacBook. Quy trình giảng dạy hiện đại, học viên được thực hành thực tế tại các cơ sở của sửa chữa laptop 24 giờ và sửa chữa laptop 365, mở ra cơ hội có việc làm ngay cho các bạn học viên sau khi mà được đào tạo xong. Thông qua những hành động tích cực cụ thể từng ngày, từng giờ trên lớp, hay những kinh nghiệm mà chúng tôi đúc kết được từ thực tiễn sẽ truyền lại cho các em, đào tạo các em thành những người thợ có tay nghề vững chắc. Thay mặt cho giáo viên trong toàn trường, chúng tôi xin hứa thực hiện thật tốt nhiệm vụ đào tạo nghề. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các thầy giáo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Học viện IT nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong sự nghiệp. Chúc các bạn học viên có khóa học thành công, tốt đẹp.